Khi cả bố và mẹ đi vắng thì một số thành viên trong nhà bỗng nhiên trở thành những bảo mẫu bất đắc dĩ. Hãy cùng tạp chí 360 khám phá cách mà các bảo mẫu này trông nom em bé ra sao. Một bảo mẫu giỏi là phải biết dỗ em bé ngủ. Phải biết đắp chăn giữ ấm cho em. Cũng như luôn canh chừng để bé được ngon giấc. Sao cái miệng cứ chúm chím thế nhỉ? Yêu quá đi thôi. Khi em thức dậy thì việc đầu tiên bảo mẫu phải làm là rửa mặt xong rồi thì đến rửa tay. Tiếp theo là chải đầu cho tươm tất. Chuẩn bị đi chơi nào bé ơi. Bảo mẫu sẽ là người bạn tốt luôn chơi đùa cùng bé. Luôn bám sát đối tượng của mình. Biết cách làm cho bé cười. Sẵn sàng đưa bé đi dạo chơi. Và khi bé đã không nghe lời thì sẽ bị như thế này đây. Bảo mẫu này quá bé nhỏ so với người bạn khổng lồ, nên mọi sự cố gắng ngăn cản đều vô hiệu lực rồi. Cũng có nhiều lúc các bé phải trông ngược lại bảo mẫu đấy. Bảo mẫu này còn ham chơi hơn bé nữa. Chú chó bảo mẫu này thì lại mê ngủ. Dành ăn với bé như vậy là không tốt đâu bạn ơi. Ai có thể từ bỏ một chiếc giường êm ái như thế này chứ? Lần sau, bố mẹ phải cân nhắc thật kỹ trước khi để các bảo mẫu này trông em bé nhé.